Chào các bạn, trước mắt các bạn đây là một em gimbal Jinzu Smooth X ha các bạn. Mà các bạn mới mua về á là các bạn chưa thể sử dụng được cái chiếc gimbal này liền, mà các bạn cần phải làm hai bước để sử dụng được cái chiếc gimbal này. Đó chính là active cái gimbal và cũng như là update cái firmware cho nó. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từng bước luôn ha. Đầu tiên thì các bạn thấy nè, mình sẽ bật cái chiếc gimbal này lên và gắn cái chiếc điện thoại của mình vào. Và mình sẽ bật nguồn lên. Đấy, các bạn thấy ha. Khi mà bật nguồn lên thì cái chiếc gimbal này chúng ta chưa thể sử dụng được, chưa thể sử dụng những cái phím chức năng cũng như là cái sự cân bằng của cái chiếc gimbal. Vì vậy là cái chiếc gimbal này chúng ta phải active lên. Và bước active thì các bạn phải kết nối với cái ứng dụng Zkami trên cái điện thoại của mình ha. Đây là cái ứng dụng của Zkami nha các bạn có thể tải được nó trên Google Play hoặc là App Store ha. Và vào cái Zkami để chúng ta có thể active nó. Thì là ở trên cái góc trái màn hình cái ứng dụng nè, các bạn nhấn vào đây và kết nối Bluetooth với lại là cái Smooth X. Rồi, và làm theo hướng dẫn từng bước đây nha các bạn. Tiếp vào đây, nhấn Net. Và các bạn phải liên kết với lại cái Gmail của mình ha. Và sau đó là active lên và đợi nó hoạt động. Rồi, như vậy là các bạn đã active xong và các bạn đã có thể sử dụng được cái chiếc gimbal này rồi. Nhưng mà một điều lưu ý nữa là các bạn phải update cái firmware của nó lên để chúng ta có thể chạy được cái chiếc gimbal này một cách hoàn hảo, một cách mượt mà nhất ha. Rồi, và để kiểm tra cái firmware ha, thì các bạn phải vào cái giao diện quay phim chính của cái chiếc gimbal này. Nhấn vào cái ba cái dấu chấm ở dưới nha, góc trái màn hình phía dưới. Nhấn vào phần General và kiểm tra xem cái version firmware của mình hiện tại đang là 1.83 nha các bạn. Thế nhưng mà cái Smooth X firmware mới nhất của nó là 1.86, cho nên là chúng ta phải nâng nó lên từ 1.83 lên 1.86. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ha. Ở đây mình có một cái PC nè, và mình sẽ vào cái trang chủ của cái Jinzu nha các bạn. Các bạn cứ vào Google và gõ cái tên hãng là Jinzu Tech ha. Và đây là cái trang chủ, các bạn nhấn vào đây ha. Ở cái phần giao diện của cái trang chủ này thì các bạn kéo xuống và chọn cái sản phẩm của mình. Ở đây là cái Smooth X á, thì các bạn chọn vào cái Smooth X nè ha. Và các bạn kéo xuống ở cái mục Download nè, các bạn thấy ha, đây có mục Download nè. Các bạn nhấn vào phần firmware nè, các bạn để ý ha, để cái phần firmware của chúng ta, và các bạn sẽ tải cái phần firmware về. Mình sẽ mở cái firmware mình vừa tải về ha. Mình sẽ giải nén cái file bạn vừa tải về. Cái firmware mà chúng ta vừa tải về thì nó sẽ nằm ở phần cái này rồi ha. Và bây giờ thì đến cái bước á, thì các bạn sẽ kết nối cái chiếc gimbal với lại là cái PC của chúng ta ha. Các bạn cứ dùng cái cáp của cái Smooth X này, các bạn gắn vào cái chiếc gimbal và nối với cái PC. Cái vị trí gắn của cái cáp nó nằm ở đây nha các bạn. Còn cái cổng USB thì các bạn cứ gắn vào cái PC của mình thôi ha. Rồi, và đây là cái thư mục của cái chiếc gimbal Smooth X nha các bạn. Các bạn nhấn vào đây. Rồi, đây là cái firmware cũ của cái Smooth X nè. Bây giờ thì các bạn sẽ copy cái firmware mà các bạn mới tải về. Và các bạn paste vào cái phần thư mục của cái gimbal và copy and replay. Ha, như các bạn thấy ha, cái chiếc gimbal mình nè, nó đang chạy cái firmware mới nha các bạn ha. Nó có những cái chấm đỏ đỏ đây nè. Rồi, và như vậy là nó chạy xong và cái thư mục trên cái PC nó cũng mất luôn và nó sẽ trở lại một cái thư mục mới, một cái firmware mới. Bây giờ các bạn cứ
có thể rút ra. Và sau khi update cái firmware mới xong thì cái gimbal của chúng ta nó cũng tự động nó tắt luôn rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ mở nguồn lên lại ha. Sau khi reset xong thì chúng ta sẽ kết nó lại với cái ứng dụng của Zikami nha các bạn. Vậy cho các bạn dễ nhìn ha. Và các bạn thấy ha, cái version info nó đã up lên một cái bản là 1.86, cái bản firmware mới nhất trên cái chiếc Zisus Book X này. Như vậy là trong video này thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cái cách mà các bạn sẽ install cái Zisus Book X, cũng như là cái cách mà chúng ta update những cái firmware lên cái bản mới nhất nha các bạn. Và như vậy là các bạn có thể sử dụng được cái chiếc gimbal Zisus Book X này khi mà các bạn mới lần đầu tiên sử dụng, mới đầu tiên khi mà mua về, để các bạn có thể sử dụng theo cái cách này ha.